trường nhiều năm, anh đã cùng em không thể nào quên. Thương áo bà ba bên vườn nhà, em ngắm vầng trăng non thì thầm. Anh về nỗi ô bao yến oanh, đừng quên ước. Đại diện họ nhà trai hôm nay ông tôi giàu đến họ nhà gái có lời xin các cụ ông bà thành hai cháu xin cháu và các cụ trước hết xin tạ ơn Thiên Chúa, tạ ơn Thiên Thần kế bên đã cho hai gia đình ông bà Hinh, ông bà sinh được hai cháu được thành thành. Qua những năm tháng hai cháu tìm hiểu được sự nhất trí và sự thương cảm của hai bên cha mẹ cũng như các cụ ngồi bên vô đình chú bác. Trong những việc đó các cụ có nhiều sự cầu nguyện vun trồng cho hai cháu tới ngày tiến lên bàn thánh, được cha chính xứ đã cho phép hôn phối cho hai cháu được chính quyền hai cấp Thái Bình cũng như Hà Tĩnh đã công nhận đăng ký cầu hôn cho hai cháu. Hôm nay hai gia đình chọn một ngày tốt để tổ chức một ngày trăm năm hạnh phúc cho hai cháu. Vì điều kiện họ nhà trai chúng con xa xôi nên sự đi đông đủ mà xin cháu về làm con cái ông bà huynh cũng như là con cháu tiên tổ chúng con rất là thiếu sót. Trước hết con cũng xin các ngài sẽ nhận thứ và thông cảm cho họ nhà trai chúng con. Bây giờ chúng con có cầu để trao cho họ nhà trai. Con xin mời họ gái nhận cơ sở xong. Tất cả lỡi mọi lòng thành họ nhà trai chúng con gói gắm vào lỡi này để xin các cụ cũng như họ nhà trai cũng như ông bà thí sinh cha cháu gái cháu thúy mọi sự thương đã thương cháu và dạy bảo cháu rể cũng như là cháu trai chúng con rất nhiều qua những năm tháng ở đây, nhưng cũng không thể tránh cứ biết. Hôm nay con cũng xin đại diện cho họ trai cũng như là bố cháu xin tạ ơn và mong các ngài cũng nhận thư và sẽ tiếp tục cầu nguyện cho hai cháu hạnh phúc hôm nay và mãi mãi. Các cháu rất thương yêu nhau và các cháu sẽ sống để làm sao cho xứng với cha mẹ đôi bên và họ hàng đôi bên. Cái đấy là cũng nhờ hồng ân Thiên Chúa, cũng nhờ các cụ đôi bên cầu nguyện hai cháu. Và trước khi ngừng lời, con xin kính chúc các cụ ông trong tiên tổ cũng như cô rì chú bác sang năm mới là năm tân hóa gia đình, được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, sống trong một tình yêu của gia đình Nazareth và sẽ cầu nguyện cho hai cháu. Và con cũng xin các cụ, ông bà, cô rì chú bác sẽ bớt chút một thời gian vàng ngọc để dẫn cháu đi cùng với đoàn chúng con về họ nhà trai để tổ chức một cái ngày trọng đại cho hai cháu giữa hai họ. Con xin hết. Cho phép
tôi thấy lời cho gái, xin gửi đến một gái một lời chúc sức khỏe, lời chào trong nhân dịp đầu xuân năm mới. Kính thưa hai họ, theo phong tục cổ truyền, hôm nay hậu gái được đón nhận lễ xin dâu. Thì theo phong tục cổ truyền thì hậu gái sẽ xin chấp nhận và mọi sự là vâng theo là hậu thái. Với thời gian được dâu thì cũng xin là hậu thái là xin có thể giờ nào thì để hậu thái sắp xếp và tuổi cùng cũng cùng hai hộ luôn bình an trong cuộc sống.
bàn tay nắm bàn tay, hai mái đầu gần lại, một nụ hôn nồng say trong ngày cưới hôm nay, ngày vui nhất đời này. Ta chúc mừng hạnh phúc lứa đôi trăm năm kết nguyên, ta chúc mừng hạnh phúc lứa đôi ta duyên bền lâu, tình yêu trao nhau bao ngày qua nồng thắm, từ đây bên nhau lo rừng xây tổ ấm. Ta hát mừng hạnh phúc lứa đôi trăm năm, ta hát mừng hạnh phúc lứa đôi.